Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cung kính Đức Phật Đức Thầy. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị hết nha. Thì hôm nay cũng là vào ngày 17 tháng 5 đó quý vị, là ngày khai sáng của khai sáng ngày 18 tháng 5 đó, Đức Huỳnh Giáo Chủ chúng ta ngày khai sáng đó. Thì chúng ta hồi sớm đến giờ đó, thì chúng ta thì ở ngoài lễ ngoại, thì năm nay quý vị ơi, bây giờ là rất đông. Thì lúc mà tôi qua một bến phà đó, từ bến phà đó, bến phà đó là bây giờ chạy dài xuống tới Chợ Mới đó, thì bây giờ đó là xe cộ bây giờ nó kẹt đó, nó kẹt từ chỗ là bến phà đó mà nó dài xuống Chợ Mới là xe kẹt, là bây giờ là phải nó đi không được đó. Nhưng mà đây tới chiều đó có thể là đông là đi không được đó, là đông dữ lắm, thấy không? Nhưng mà chúng tôi hôm nay á, tại sao lý do gì ra ngoài này mà ngồi nói chuyện, bị gì chúng tôi bị gì hồi sớm giờ đi nó cũng mệt quá rồi, thành thử ra trở về đây chúng ta nghỉ ngơi một chút xíu để chúng ta để ra tham dự trong buổi lễ. Nhưng mà có một cái gì nghe quý vị, thì hôm nay có tất cả quý vị thì cũng báo tin cho quý vị nghe một cái tin mừng và một tin vui nha. Và hai nữa là cái kỷ niệm mà ngày Đức Thầy mà khai sáng, mà trong đó đó quý vị, thì cái vào ngày 16 đó, tức là ngày hôm qua đó, thì chúng tôi thì trước ngày 16 đó, thì tôi có dắt một cái đoàn mà bên Đồng Tháp, rồi về tôi anh em đồng đạo mới là đi về gặp một cái đoàn ở Thốt Nốt đó. Chúng tôi cũng có qua mà thăm mà chỗ gia đình đó, con cháu bây giờ của tại nhà đó là của ông Năm mình đó. Ông Năm là đệ tử Đức Thầy đó, là ông Năm Hiệu đó. Mà tôi có coi lịch sử Năm Hiệu đó, thì chúng tôi có nhận lại một tấm ảnh là rõ ràng để lại ông là đảng sanh là 1901 và ông ngày mất là 1945, tức là vào ông được là 44 tuổi. Nhưng mà nó có đặc biệt gì nghe quý vị, cái lúc mà ông Năm mà ông mất rồi đó, kể lịch trình lại là ông Năm mất đó, thì Đức Thầy đã biết trước quý vị. Đức Thầy nói về báo, nói là chừng nào á, mà đặc biệt cái chỗ này nha, chừng nào á ông đi á thì tôi về ông hãy đi nha. Nhưng mà trong thời gian đó quý vị biết không, như vậy là lúc mà Đức Thầy mà sắp về thì ông đã mất trước rồi, khoảng là nửa tiếng đồng hồ, mất nửa tiếng. Thì trong khi nửa tiếng đồng hồ đó thì bắt đầu là bo về tới, bo trở về. Bị gì biết sao vậy? Hồi bữa đó, tôi đi đến đó, thì có gặp cháu nội ông Năm này đó, là ông Hai Quynh Hai và là cô Chính, cô Chính Miễn đó, ở trong gia đình đó, và có một số đồng đạo lão tướng là tức là cái người cao tuổi đó, cao niên đó, thì cũng có kể lệ phần này. Nhưng mà trong lịch sử á, những mẫu chuyện bên thầy đã có nói, nhưng mà hôm nay là lại là chúng tôi đã đi lên đến nơi, thành thử ra vào chỗ đó là kể đây là cho nó rõ hơn. Thành thử ra từ chỗ đó mà Đức Thầy, mà lúc mà Đức Thầy mà đi bo về tới bến rồi đó, thì khoảng ông Năm đã mất trước chừng khoảng nửa tiếng. Thì trong đó Đức Thầy mới lên á, thì ông Năm còn mở mắt nghe quý vị. Ông Năm mở mắt không đi nha, ông Năm chết rồi nhưng mà ông Năm mở mắt vẫn còn mở mắt. Thì như vậy Đức Thầy mới bước lên. Đức Thầy bước lên cái mới nói, ông Năm tôi nói ông rồi ha, chừng nào ông đi ông đợi tôi ha. Nhưng mà theo cái này là đặc biệt có một cái là ông Năm đi là ông chết mà ông là không nhắm mắt quý vị, mở mắt. Nhưng mà đặc biệt có một cái mà Đức Thầy mà lúc mà bước lên rồi đó, thì nói vậy rồi đó, thì Đức Thầy mới lấy cái tay này quơ khơi trên mặt vậy nè, quơ trên cái mặt nha, quơ cao lên vậy nè, thì quơ ngang vậy là tự nhiên ông Năm nhắm mắt lại đó. Thành thử ra đây là một cái là phải nói là bí truyền của bí quyết của Đức Thầy mà để lại như vậy đó. Thì đây là kể là mỗi chuyện vậy. Rồi trong khi mà Đức Thầy mà đi chôn ông Năm Hiệu đó, lúc mà đi chôn á thì một trước á thì một cái bằng Phật, nhưng mà đặc biệt có một cái đó nha, là chỉ mình Đức Thầy đi theo bằng Phật thôi, thấy không? Còn bao nhiêu á, tất cả á, là Đức Thầy nói mình ơn tôi đi được ngay bằng Phật này thôi nha, không có ai được đi kế tôi hết. Rồi bắt đầu mới tới là khiêng ông Năm, là ông Năm Hiệu đó, khiêng đi. Rồi tất cả con cháu và đồng đạo đi sau. Là ý nghĩa gì quý vị? Theo tôi nghĩ đó nha, thì cái chỗ đó là ông Năm này là Đức Thầy nhận là giảng sanh. Thành thử ra không ai đi được trước cái linh cữu của ông Năm hết quý vị. Thành thử chỉ mình ra Đức Thầy đi thôi. Đó.
coi đó là sao mà lúc mà hạ nguyệt mà ông Năm đó, lúc mà hạ nguyệt mà ông Năm mà xuống hạ linh cữu xuống đó, thì Đức Thầy có lấy mấy cái bông thọ ha, Đức Thầy lấy mấy bông thọ đó, Đức Thầy mới rứt ra mới giải lên cái hàng của ông Năm đó. Thì có một đồng đạo kế bên đó, ông Hồ Phỉ gì đó, ông mới lấy cũng bông thọ rải theo Đức Thầy. Nhưng mà Đức Thầy nói là nè ông, bây giờ tôi nói ông nghe của mình nên tôi rải được thôi, chứ không có ai rải được hết trơn á, chỉ mình nên tôi rải thôi. Nói vậy là ông Hồ Phỉ ông không có rải quý vị, thành thử ra Đức Thầy rải thôi. Đó, thành thử ra bây giờ tất cả mình sau này đó, mình tất cả trong đồng đạo mà trong cái đạo Phật giáo, trong cái nền Phật giáo hòa hảo của chúng ta đó, thì quý vị nào mà nếu mà theo giáo lý của Thầy rồi, theo đạo rồi, thì mai mốt mình cũng đừng nên chôn cất ông bà cha mẹ mình gì đó ha, quá cố rồi đó, mình cũng đừng nên là hái bông hái hoa gì thảy xuống nguyệt, hay hoặc đừng có cầm bông cầm hoa rải dọc đường, thì đây là mang một cái lỗi lớn lắm đó. Nhưng mà mai phước gì nữa quý vị biết không, thì cách đó khoảng 300 mét thì ông Nguyễn Văn Bực đó, là tức là ông Hai Hùng, là đệ tử Đức Thầy, đặc biệt là ông Hai Hùng đó, là cách nhau khoảng 300 mét quý vị. À, thành thử ra cái hồi lúc mà có tôi còn trong máy, tôi có quay lại đó, là cái cây đòn dông nhà đó, đó cái cây đòn dông nhà đó, là lúc mà thời gian mà kể lại, mà con cháu kể lại đó, thì lúc mà cắt cái nhà đó thì ra bu tre đốn á, mà đốn lửa cái tre già đốn, thì có Đức Thầy đó, đặc biệt là có Đức Thầy, hai người này là có Đức Thầy đó có mặt á, thì Đức Thầy đó mới nói là không được đốn cái tre đó, không được, ông đốn cái tre non đó, nó mới ngộ chứ, đúng cái chè non, cái chè non nó ngay đó, đúng cái chè non đó. Thì như vậy đó, thì nghe lại Đức Thầy mới đốn cái chè non. Thì đốn cái chè non mà cái chè non nó dài lắm, mà bây giờ hiện tại là bữa đó là cháu của mà ông Hai đấy ha, là có gọi đèn pin tôi coi đó, gọi đèn pin tôi coi là tôi coi kỹ lắm. Thì cái cây chè non mà xuống cái cây chè non đó là rốt ra đàng hoàng, mà năm nay như vậy đó là năm 1939 đó quý vị, thì năm nay đó là 83 năm. Mà trong 83 năm rồi đó, mà năm nay đó là năm nay 83, 84 năm rồi. Mà như vậy đó là coi như là trong gia đình đó là 4 cây mà cắm xe, mà hình như nó một hết một cây rồi. Mà cái cây đòn tay này đó, cái cây đòn dông này đó, mà cái cây non mà bây giờ quý vị thấy lấy đồng pin quý vị gọi coi là nó còn sáng hực. Đó, bữa đó là tôi có coi rõ ràng là sáng hực. Thành thử là đây là mới là ông Phật đó, mà cái ngày mà nói kể lại đó ha, là cái ngày kể lại đó là coi như là cái ngày đó, là ngày đó mà đưa cái đòn dông lên, là chỉ Đức Thầy cầm cái cây đòn dông nó đưa lên thôi, không có ai rỡ hết, chỉ mình là Đức Thầy. Thành thử là hôm nay mới là ông Phật biết là cầm cái đòn dông đưa lên, chứ nói thiệt mình ha, bây giờ mà gặp như đòn dông của mình mà nói bằng cái tre vậy hả, thì coi như chắc là nó mục đâu mấy đời mấy kiếp rồi, chứ không có nói đâu mà tới bây giờ như vậy, thấy không? Thành thử ra bây giờ Đức Thầy mới nói là ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xạ hương khắp chốn, thấy không? Bởi vì năm nay quý vị thấy không, năm nay tất cả là hôm nay là bà con năm nay rồi, tôi thấy là ngày văn minh tiến bộ, bây giờ trình độ con em mình cũng học trí thức, mà con người có trí thức. Thành thử hôm nay nhận là Đức Thầy chúng ta là Phật. Thành thử ra bây giờ quý vị ơi, bây giờ thấy là toàn bộ là thấy bây giờ phải nói là phải nói lễ năm nay rất là đông đó. Năm nay nó đông sắp bằng là như hồi xưa tới giờ đấy, sắp năm bằng 10 lần luôn. Đó, đông dữ dằn đông. Mà năm nay theo tôi biết ha, là nước ngoài về cũng nhiều lắm. Nước ngoài nhiều. Còn nói trong nước mình ha, là nói miền Bắc, miền Trung là vô rất nhiều. Bữa nay vô rồi rất nhiều. Miền Bắc nè, miền Trung nè. Thì tôi nhận được, tôi thấy là mấy người miền Bắc vô đây là cũng mấy ngày rồi. Thấy không? Rồi miền Trung hôm qua tôi cũng có thấy vô rồi. Rồi Đồng Nai cũng có vô. Vô rất nhiều đó quý vị. Thành thử ra bây giờ hôm nay thì nói trở lại, thành thử ra là mình hôm nay á, thì người ta cũng nhận được. Bây giờ quý vị thấy không, cái thời này bây giờ nó mỏng mảnh lắm quý vị ơi ha. Bây giờ mình ráng tu gì để mà cho giải thoát cái bản thân của mình. Mà Đức Thầy có nó cho biết nè, trong một đoạn nè, khắp thế giới cửa nhà tan nát ha, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. À, bây giờ tôi nói quý vị nghe, thì bây giờ hôm nay đó ha, thì bây giờ mình ráng lo tu quý vị ơi. Đó, trước hết thì bây giờ lo là cái bản thân của mình. Đó, bây giờ nếu mình tu mà được giảng sanh đi trước á,
thì bây giờ mình cũng là được ba cõi đi lên, đó cũng được cõi người, cõi thăng và cõi tiên, thấy không? Đây là được ba cõi. Mà nếu mà còn mà rớt mà thấp xuống đó, mà ba cõi thấp xuống á, cửa địa ngục, cửa ngạ quỷ và cửa súc sanh, thì cái này không biết lên chỗ nào làm người. Mà hôm nay là mình có nhân duyên lắm quý vị. Thành thử ra Đức Thầy nè, có nói nè, cái câu mà khắp thế giới cửa nhà tan ác, mà cái câu Thầy có nói là khắp thế giới binh lương cụ túc á, quyết tranh giành quyền lợi xé sau nhau đó nha quý vị. Đó, bây giờ là khắp thế giới binh lương cụ túc, quý vị cũng biết binh lương là gì không? Binh lương tức là quân đội của đất nước nào bây giờ cũng quân đội nó vẫn chuẩn bị sẵn sàng hết trơn, quý vị thấy không? Binh lương, lương là lương thực, phải không? Cụ là gì? Cụ là súng đạn, súng đạn, súng ống ha, là cụ là cái là những cái dụng cụ, là thí dụ như súng đạn rồi xe tăng máy bay là cụ. À túc tức là gì? Tức là chuẩn bị sẵn sàng, phải không? Thì hôm nay ở đây là chuẩn bị sẵn sàng. Thành thử ra bây giờ quý vị thấy không, bây giờ mở màn ra đây, bây giờ tức là quý vị thấy là coi như là ở Nga, thấy không? Bây giờ chiến tranh ở Ukraine bây giờ nó đang bùng nổ ở Trung Đông, thấy không? Bây giờ đang ở bùng nổ Trung Đông rồi đó, bây giờ nó lằn lằn qua, bây giờ là còn châu Á mình. Bây giờ châu Á mình bây giờ biết đâu không? Bây giờ châu Á mình nó thuộc về ở thằng Đài Loan. Mà Đài Loan bây giờ nó Trung Quốc là nó hâm he, bây giờ nó dạng nó hâm he đó, thì nó cũng gần tới là giống như là Ukraine với thằng Nga đó quý vị. Đó, thành thử ra là khắp thế giới binh lương cụ túc, thì bây giờ như vậy là đất nước nào bây giờ nó cũng là đang mà nó hùm với nhau hết trơn rồi, thấy không? Mà bây giờ như vậy là quý vị thấy không, bây giờ cũng như là bây giờ hiện tại thằng Nga mà nó quánh thằng Ukraine đó, mà bây giờ hiện tại mà nó quánh thằng Ukraine đó, nó nói nó quánh trong vòng là 3 ngày hoặc 7 ngày đấy. Mà bây giờ như vậy là hôm nay như vậy là thằng Nga với thằng Ukraine bây giờ nó quánh như vậy là bây giờ biết nhiêu rồi. Bây giờ hôm nay là gần 4 tháng rồi. Mà quý vị thấy không? Bây giờ nó đem vũ khí là tối tân vô nó đánh, phải không? Bây giờ nó đem vũ khí tối tân vô đánh, bây giờ là thằng bên là thằng Mỹ bây giờ bên nước NATO bây giờ đem vô. Nó đem vô bây giờ nó đem vô những cái tối tân bây giờ vũ khí bây giờ không tưởng tượng nói, bây giờ nó đem tới vũ khí là xe tăng không người lái luôn rồi. Đó. Thành thử ra bây giờ là như vậy là bắt đầu là chiến tranh từ Trung Đông rồi lần lần nó sẽ là châu Á, thì khắp thế giới binh lương cụ túc, tức là bây giờ nó chuẩn bị sẵn sàng hết trơn. Thành thử ra bây giờ quý vị đó là cái thời nó mảnh mảnh là nó nguy hiểm lắm đó. Quyết tranh giành quyền lợi xét sau nhau, bây giờ sau nhau tức là gì? Là cái thời này nó cặn, là sau nhau là chiến tranh đó, là nó sẽ cấu xé đồ với nhau ha. Đó, quyết tranh giành quyền lợi xét sau nhau đó. Thành thử ra hôm nay là khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé giao nhau, thì bây giờ hiện tại bây giờ đó, thì bây giờ hiện tại là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng sớm đàn thư thớt bệnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu. Thì nuôi dưỡng chắc chiêu là gì quý vị? Thì đây là cũng như là nói vào cái chỗ đó cũng như là bây giờ đó là Đức Thầy có nói là trong một đoạn đó là giống xe cát biển đông thường thấy, tên giả càng gắt uổng công trình ha. Khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn các kia tan rã. Thì bây giờ biết, quý vị biết không? Thì bây giờ hồi trước tới giờ đó, mình bây giờ công phu lo cũng như bây giờ hiện tại, cũng như bây giờ là ở Ukraine, quý vị thấy không? Bấy lâu nay là coi như là như tên giá tràng vậy. Khi nước rồng nhờ lúc bình minh ha, thì lúc bình minh là lúc sáng đó. Rồi bắt đầu là vừa sáng lên rồi, bắt đầu là nước rồng nó rồng xuống, bắt đầu là những cái con cua, con cầm nó lên nó làm nhà cửa ha. Nó xe hơi nhà lầu có vợ đẹp con cưng á, nhưng mà chiều rồi lúc nước lớn thì quánh cái một tan rã hết. Thì trong cuộc sống trên đời mình bây giờ nó cũng vậy đó quý vị. Thì bây giờ mình ráng lo tu tập ha, chứ để là y rang như là cái con cầm con cua đó thì thôi. Bởi vậy cũng như là con phù du hững hờ nào biết đó, thấy bóng đèn thì quyết chúng vô, thảm thương thay cho thế chứ không nhìn đèn đỏ thấy màu phù vũ. Thì bây giờ nó giống như cái con xe cát mà mình bây giờ đó, cũng như hồi nãy quý vị đó nói đó, cũng như là mù đi đêm vậy, thấy không? Bởi vì nó mê với tỉnh nhận ra là lý, bây giờ là mình còn mê thành thử ra từ chỗ đó, bây giờ mình mê thành thử ra bây giờ chạy chỗ đó. Thì bây giờ như vậy là cái thời cụ nó tới cái bên đó đó, nói rằng tháng 8 tai nạn ha, cảnh khổ đó phải không? Cảnh khổ á đó, tối tăm trời đất, tan quan cứ nhà, thấy không? Đó, kể rằng rồi đến người xa đó, rồi biến chuyển thiên cơ thì nó giống nó y rang như vậy đó. Thành thử ra bây giờ thôi, bây giờ quý vị đó ráng ha, chuyến này về ráng mà lo mà để mà tu tập
Đó, hôm nay thì tôi thấy là quý vị mà đến đây mà để tất cả mà trong một cái cuộc lễ này mà quý vị đến đây mà nếu mà được sự tu tập thì bây giờ quý vị về ráng những cái cô bác trước người ta đã có tu tập trải qua rồi, còn mình bây giờ chưa ăn tương ăn chay thì bây giờ mình phải ráng lo niệm Phật ha, lo ăn tương ăn chay thì đây là thầy độ mình đó. Thì một về cõi một ngày đó là bởi vì thầy có nói câu nói rõ ràng đó, ráng tu tỉnh ha, tu biết cách như đương biết rác đó. Mình bây giờ đương rác gành đang giữa Sài Gòn, mình ráng mình tu thấy không. Tây là đức thầy nói là ra ước trăm họ nhà mình có cánh đồng bay về cực lạc một đoàn đó. Thì hôm nay mình ráng mình tu thì bây giờ ráng là tu theo thầy mình để mà mình đồng về một đoàn là một lượt, thì đó là mình phải phát tâm ăn chay niệm Phật đó. Thì trong bốn đại đức của Phật thì bây giờ mình phải ráng tu, một là trong bốn cái đức là từ bi hỷ xả đó. Thầy có nói là từ bi hỷ xả là trong một cái đức từ bi á, đức từ Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng hết lòng dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào con đường tội lỗi mà chịu khổ não. Đó là một cái đức từ mà thầy đã dạy cho chúng ta, thì chúng ta phải nghe lời theo thầy mà để mà để mà tu tập. Thì cái thứ hai đó, đức bi á, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe là để phải tội Phật chẳng gì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng, thấy không? Đức thầy thương cứ thương là chúng ta lắm, bởi vì từ chỗ đó mà đức thầy á, là từ Tây phương mà trở về đây, mà đức thầy có nói một câu nói đó là bồng lai điên dại có ngôi đó, Tây phương cực lạc khùng ngồi tòa sen, bởi đức thầy từ mà ở Tây phương cực lạc về đây mà thân ta dường thể như lương đó, cứu dân chẳng nể nắng xương lắm đầu, thành thử ra mình cũng bây giờ cũng tội cho đức thầy lắm đó quý vị, thấy không? Đức thầy xuống đây á, đức thầy giáo hóa cho chúng sanh mà bây giờ như vậy là chịu khổ não biết bao nhiêu đấy. Đức thầy mới có ra mà dạy đạo có nhiêu quý vị, mới ra khai sáng ngày 18 tháng 5 năm 1939, rồi cái bắt đầu là đức thầy tiên tri ngày 1 tháng 4 đó, rồi bắt đầu là tới ngày 12 tháng 4 đó, rồi bùng nổ lên cái bắt đầu là trên huyện á, trên huyện Tân Châu á, như vậy là xuống ùng xuống bắt đức thầy. Thấy không? Ngày 12 tháng 4. Thành thử ra đức thầy có nói trong một đoạn tiên tri, thầy có nói đó, từ đây cách biệt sang ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy, giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa du vô hiệp bỗng thầy lại xa. Thấy không? Thành thử ra từ cái đó là thầy đã tiên tri, thành thử ra thầy thương mình trong cái bốn đại đức của từ bi đó, là đức là trong bốn đức từ bi hỷ xả, thầy thương mình dữ lắm. Đó, thành thử ra đó bây giờ đó, hôm nay mình mà đã vào đạo Phật giáo hòa hảo rồi mình phải nhớ những câu này thương đức thầy dữ lắm. Thành thử ra đức thầy mới nói là chừng nào thầy lại gia chung á thì trong bổn đạo bốn tùng phủ tre, thì hôm nay mình theo thầy thì mình ráng theo thầy, mình đừng có tin nghe ai theo là những ông này ra đời ông kia ra đời ha, quý vị đừng có tin. Một ngày nào đó thầy trở về, mà thầy trở về ngay tu đình, ngồi ngay giữa tu đình là thầy mình mới về nghe quý vị. Thành thử mình ráng, mình phải là ráng nhớ ngay chỗ này đó. Thành thử ra cái đức khỉ đó thì thầy có nói rõ ràng đó, đức khỉ đó, thường thường ăn vui mà làm những việc lành đó, giàu có gặp hoàn cảnh chứ ngược đó, không chẳng gì thế mà buồn bã đó, thì đó đức khỉ. Còn đức xã đó, ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, thấy không, lìa khỏi các tiền trần, tha thứ tất cả những ai tối tâm lầm lỗi đó. Thành thử ra từ chỗ đó đó thì bây giờ trong cái đức là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả, thì bây giờ mình phải nghe theo lời theo thầy để mình tu tập đến một ngày đồng giải thoát ha. Thì đó là thầy chỉ cho mình, đó là tâm nguyện của thầy. Thì hôm nay thì chúng ta phải lo theo thầy theo đạo để mà tu tập đến cho tới ngày đặng cuối cùng đặng mình giải thoát ha. Đó, thành thử ra hôm nay thì chúng tôi thì cũng mong nhắc nhở quý vị thì chúng ta phải ráng lo theo thầy theo đạo để mà mình tu cho đến ngày viên mãn, cho đến ngày gặp thầy gặp Phật đó. Thành thử ra tôi cũng xin nói trong một đoạn, kể qua một đoạn như thôi ha. Cũng cái ngày lễ 18 tháng 5 này thì mong quý vị đến để mà viếng thầy, từ đây trở về sau mong quý vị cũng ráng tu tập ăn chay ăn tương cho đến ngày thành công viên mãn, đức thầy có mặt thì chúng ta đồng có mặt đến tới ngày chúng ta gặp thầy và Phật đến ngày giải thoát. Dạ. Nãy Quỳnh nói là cái vụ mà khắp thế giới binh lương cụ túc đó, quyết tranh giành quyền lợi xét sau nhau, mà thế giới này binh lương cụ túc là Quỳnh đã trình bày qua là, nhưng mà như hiện bây giờ nó có chưa Quỳnh hay?
Bây giờ đó thì hồi nãy đúng ra thì cái này tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi muốn nói gọn gọn là trong cái cuộc lễ 18 năm á, bởi vì hồi nãy đó là quyết tranh giành quyền lợi xé giao nhau, mà Đức Thầy có dứt trong một đoạn đó là Đức Thầy có nói là trong Đức Thầy mà có nói đó là cũng như tỷ như con cầm giữ trên rừng á, gặp thịt toan cáo xét tưng bừng á, phân từng mảnh mới là hải dạ. Thành thử ra bây giờ đó là quý vị á, là bị gì trong cái ngày tháng thì tôi không nắm, nhưng bây giờ quý vị ráng tu quý vị chớ, bây giờ tôi thấy là nó cũng mỏng manh lắm rồi, phải không? Bởi vì bây giờ những cái chuyện gì đó, bởi vì thầy nói là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, nếu mà cái gì đó thì cái gì nó cũng phải có sắp đặt, rồi nó từ từ nó sẽ tới. Cũng như là thường thường mình có nói hoài, mình có coi tại thiên đại thánh đó, nếu mà bây giờ tâm trạng mình đi thánh kinh thì bây giờ hiện tại thì bây giờ đó là bây giờ ví dụ như mà tài thiên mà nằm trong đá đó thì bây giờ cũng phải tới ngày tới kỳ, thời kỳ, phải không? Đó, thành thử ra tới ngày tới kỳ, rồi bây giờ tâm trạng đi thỉnh kinh tới đó, rồi như vậy mới gỡ lá bùa ra tâm, rồi tài thiên mới là phóng nhảy ra, phải không? Nó tới thời tới kỳ mới được, chứ bây giờ mà nói nhiều khi bây giờ nói tới cũng chưa tới. À, bởi vậy Đức Thầy có dứt trong một tháng ngày như thể thôi đưa đó, nguyện cầu sinh chúng bớt ngoài chiến tranh đó, thì bây giờ hiện tại nhờ gì? Nhờ Thầy xuống đây, ha, nhà thầy cầu nguyện ha, cho thế giới được hòa bình. Rồi trong khi mình bây giờ hiện tại là trên đất nước này là trên 7 tỷ người, mà hàng đêm tất cả là những cái đạo, tất cả đạo mà trong đó đạo Phật và đạo Hòa Hảo mình nữa, nó nhiều đạo đó, thì đêm nào cũng là cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Thành thử ra đây, chứ đúng ra là thầy có nói trong một đoạn đó, ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý à, năm 36 là tiêu diệt à, nhưng mà hôm nay là nhờ sao? Nhờ tất cả là bà con bá tánh trong dân dân đó là để cầu nguyện hàng ngày, thành thử ra cái nghiệp lực là nó cũng trải qua được, thành không? Đó, cái nghiệp lực thành thử ra mình nhờ cầu nguyện trời đất, thành thử ra đó là trời đất cũng cho mình xóa những cái tội lỗi mà hồi trước đây những chiến tranh mà gây tạo ra đó. Thành thử ra khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xét sau nhau, thì quyền lợi xét sau nhau, thì bây giờ nếu chiến tranh mà nó hủy diệt chiến tranh này, trái đất mà nó hủy diệt thời kỳ cái đệ nhị, đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, đệ tam thế chiến này là gì? Cũng là do chiến tranh gây ra thôi. Mà chiến tranh gây ra rồi mới có thiên tai, quý vị không? Ngày nay ngủ một đêm thức dậy chưa biết ngày mai là như thế nào. Quý vị thấy không? Hồi vào là năm đó tôi hình như tôi hơi quên, là cái năm mà cơn bão số 5 đó. Quý vị nhớ không? Đó, không biết cái năm đó là năm, không phải năm... Năm 199 hả? 597. Năm 97 không? Rồi năm 97 đó, nhớ năm 97 nào, tôi nhớ năm nó chín mấy mà mình không dám nói không chính xác, không dám nói. Thành thử ra vào cái năm đó quý vị biết không, cái cơn bão tôi có thằng bạn, mà lúc đó tôi có thằng bạn đó là làm nhà báo, là ông Xuyên đó. Thì bây giờ tôi không nói tên bạn đó. Thì lúc đó thì tôi không có ngoài biển đó, nhưng mà thức là xong việc rồi đó, là bắt đầu là mấy bữa thì bắt đầu thằng bạn tôi mới đến Kiên Giang coi hỏi thăm. Thì ăn kết á, thì từ quý vị biết không, từ Cà Mau, Kiên Giang và đồng thời lên Hà Tiên. Thì trong khi mà đài mà báo đó là có cơn bão, nhưng mà mấy chiếc tàu lớn quý vị biết không, là ỷ là coi như bây giờ như vậy là tàu lớn mà đâu có nhầm nhò gì. Thì tàu nhỏ vô 3 tiếng, tàu lớn vô 6 tiếng, nhưng mà vô từ xa, bị gì ở ngoài đảo Hoàng Sa đó, là chạy vô. Nhưng mà lúc đó là biến chuyển bắt đầu sóng gió lên rồi. Thì bắt đầu quý vị biết không, là vô bờ không được. Vô bờ không được, còn những chiếc tàu đó ha, là núp ngoài mấy cái hòn á, đâu vô bờ được, bị gì sóng quá lớn rồi. Mà quý vị biết không, thường thường sóng biển á, thường thường 4 thước, 5 thước là cái chuyện bình thường. Mà sóng biển lúc này lên tới 11, 12, 15 mét đi á. Chiếc tàu sóng lên không thấy chiếc tàu, thành thử dập vô bờ không được, vô đảo không được. Nhưng mà bắt đầu là quý vị biết không, là như là một chiếc tàu như vậy đó, là có thể 5-10 tấn, 20 tấn, 30 tấn đó, mới bỏ neo, cách nhau 100 chiếc, 100 thước bỏ cái neo, bỏ cách khoảng vậy. Nhưng mà một luồng gió mà cuốn lại một cái he, y ra như cái chảo mình đổ nước mà xây vậy đó, nó đập lại một cái là banh chành hết trơn luôn. Là còn những mấy cái nào mà gần đảo đó he, là thảy lên bờ hết trơn, mấy cái tàu thảy lên bờ hết. Thành thử ra quý vị biết không, cơn bão số 5 đó là chết không biết bao nhiêu nói. Đó, cơn bão số 5 chết không biết bao nhiêu nói. Thành thử ra từ chỗ đó là có số tới bây giờ người ta là có người mà sống sót mà trâu trên biển đình phình mà ta sống được ha. Sống sót được tới giờ người ta sợ luôn, người ta không dám đi biển luôn đó quý vị. Nhưng bây giờ quý vị biết không, cái gì cũng qua là cái nhân quả không mà. Thấy không, không có gì qua nhân quả, thấy không. Nhưng bởi vậy thành thử ra là bên lục tổ có nói với bên thằng Tú có nói đó, bên đây là ông thằng Tú ông nói thân thị bồ đề thọ. Mà ông lục tổ á, thì ông nói là
Bồ đề bổn vô thọ, tức là bồ có cây bồ đề đâu mà thọ. Thành thử ra con người mình cũng vậy đó quý vị, cũng tới ngày sẽ hủy diệt. Rồi trái đất này cũng ngày sẽ hủy diệt, chứ không trái đất này nói vậy đâu, cũng ngày hủy diệt. Nhưng mà nói tiếng trái đất thì hủy diệt không phải trái đất này sập xuống nha, bị trái đất này nó nằm trên không mà. Nhưng mà hủy diệt tức già nó hủy diệt, cũng như cái cây nó già quá nó phải ra mũ, rồi cái trái mà nó già quá nó chín rồi cũng phải rụng. Thì trái đất mình nó một ngày nào nó cũng là sẽ hủy diệt. Thành thử ra đây là quý vị biết không, cái này nó cũng là đã cặn lắm rồi, thấy không? Thành thử ra bây giờ nó tới thời cơ nó sẽ hủy diệt. Còn ngày tháng đây là trời Phật đã quyết định, thầy mình đã quyết định, chứ còn mình thì không quyết định được chuyện đó. Thì hôm nay thì bây giờ quý vị thì bây giờ ráng về mà tu ha. Thành thử ra bây giờ nói thật quý vị ha, đây cũng là mỏng mảnh lắm nha, chứ không có dài đâu, đây cũng là mỏng mảnh lắm. Thành thử ra bây giờ quý vị về ráng tu ăn tương niệm Phật. Nhưng mà chết á, tôi nói quý vị chết thì ai cũng chết hết, phải không? Tu cũng chết mà không tu cũng chết, nhưng mà nó quan trọng là cái chết như thế nào, phải không? Bây giờ có tu mình chết được gì? Được giải thoát, phước nhiều sao, tiên cảnh lên dài, phải không? Đó, làm chân chánh là sao? Đó, làm chân chánh là tiếng là Phật, phải không? Đó, mà thấp nhất là hiếu trung hải liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mong trái gì nội làm tròn chữ hiếu nè, nhân đạo mình được về Long Hoa Mã Hội mình có mặt nè, làm chân chánh nè, mình về tiên mình có gì được Long Hoa Mã có mặt nè, rồi làm chân chánh là tiên là Phật nữa. Rồi bây giờ mình làm mấy cái này là mình về tiên Phật. Còn nếu mình không làm thì mình rớt ba đường dưới địa ngục ngã quỷ súc sanh, thì không biết chừng nào lên đạo thai làm người. Mà tôi nói quý vị bây giờ ráng tu là mình chưa kịp, cái đời mình chưa kịp thì cái kia nó đã tới rồi đó quý vị. Mình bây giờ là cái tuổi mình có nhiều khi ngủ một đêm thức dậy chưa biết ngày mai là sao. Thành thử phải không? Thành thử là hồi nãy tôi nói là khắp thế giới binh lương cụ túc. Bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ hiện tại là 193 nước, mà nhỏ lớn luôn là 225 nước, phải không? Mà bây giờ như vậy là quý vị thấy không? Bây giờ là các nước chuẩn bị sẵn sàng hết. Mà nói thẳng luôn là không có chỗ nào hạnh phúc bằng đất nước Việt Nam của mình, phải không? Đất nước Việt Nam của mình là hạnh phúc. Là hồi đó giờ nè, thiên tai quý vị không? Thấy không có xảy ra nè, đói khát không có nè, chiến tranh không có nè, thấy không? Mà bây giờ như vậy là mình cũng phải còn phòng thủ đó. Bây giờ cũng phải mua vũ khí, súng đạn, tên lửa mình đã có sẵn sàng hết trơn, phải không? Mà nước nào bây giờ cũng có hết. Thì bây giờ, nhưng mà đã là thầy kia nói là tuần xưa kia sắp đặt đã lâu rồi, bây giờ tới đó đó mình chưa biết được ngày mai sao, thấy không? Anh quánh tôi trên lợi cho tôi đâu có nhận, nhà tôi là nhà tôi nè, bây giờ anh ăn trộm vô tôi phá cửa nè, mà anh vô anh mở cửa anh tung vô nhà tôi phải quất anh nè. Đó, thì bây giờ chiến tranh nó cũng vậy, mà nếu không có chiến tranh làm sao có vụ đời tới, không có thiên tai làm sao có vụ đời tới, thấy không? Mà nói có không? Có đó. Bây giờ quý vị thấy không, đệ nhất thế chiến là 1914, đệ nhất thế chiến ai biết xảy ra. Nhưng mà đệ nhị thế chiến quý vị biết không, là 1945. Tự nhiên như vậy là bên Nhật bay qua một cái máy bay qua mấy trăm chiếc, bỏ bên cái cảng bên của Mỹ, của Anh, khoan không, tự nhiên thời bình như vậy nữa đó. Rồi bây giờ đệ tam thế chiến quý vị biết không, mấy quý vị biết đâu có biết gì đâu, ngày nay ngày mai đâu có biết gì như thế nào, phải không? Thành thử ra hôm nay thì bây giờ đó, hồi nãy là coi khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Thưa thớt quạnh hiu là gì? Bấy lâu nay nuôi dưỡng chất kiêu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chất kiêu, tức là hôm nay đó là từ đó tới giờ mình cắt nhà lầu xe hơi này cái nọ, mình bây giờ tới đây ha, mình thấy vậy chứ, tới giờ đó là mình một cái là nhà cửa tan nát hết trơn, là thưa thớt quạnh hiu. Quạnh hiu tức là không có người, ít người, quạnh hiu là nhà cửa tan nát. Bây giờ mình thấy là mới nhỏ nhỏ thôi, bây giờ như Urana bển là bây giờ hiện tại là thành phố ma đó, phải không? Thành phố ma bây giờ là tiêu diệt hết thành phố ma. Thì bây giờ nếu mà bây giờ mình nói là chỉ nó mới một góc độ thôi ha, 193 nước, bây giờ chỉ mới một nước hai nước thôi, mà sao nó mà nó nhiều lên là cái gì, thì nhà cửa là thơ thất quạnh hiu không còn nữa, thì lập đời trở lại, phải không? Thượng quan thích đức thì lập mời đời trở lại. Thành thử ra từ chỗ đó bây giờ hôm nay thì bây giờ quý vị ráng bây giờ tu thì không còn bao xa cái đời của mình á, thì mình nói cái đời mình tới đó, nhưng mà cái đời của mình chưa tới hết thì cái đời kia nó đã tới, thấy không? Thành thử ra thôi hôm nay trước hết thì quý vị bây giờ ráng về ăn tương niệm Phật để mà lo tu theo Phật theo thầy, một ngày nào mình giải thoát Long Hoa Mã Hội thì chúng ta đồng có mặt. Bây giờ hiện tại đức thầy có nói là trên đài cao rửa các linh hồn, bây giờ tất cả những ông bà mình ở trên đó ha. Thành thử ra hôm nay mình ráng tu mà tu được lại hai thế nha quý vị, một là mình, hai nữa là cứu được ông bà cha mẹ. Ráng tu đắc đạo cứu cụ nguyện, phải không? Bây giờ hôm nay đó hàng đêm mình cúng gì, tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ,
phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Nếu bây giờ mình sống đạo nhân thì mình sống mà đối cha mẹ, ông bà thì mình lo cho cha mẹ mình á, sống cuộc sống ha. Rồi bây giờ ăn nhàn lo cho cha mẹ. Còn nếu bây giờ cha mẹ có chết thì chúng ta phải cầu cho trực giảng về Tây Phương. Thì hôm nay cũng như nói về Mục Cần Liên mà cứu mẹ bà Thanh Đề, nó giống như vậy đó. Cũng như bây giờ nói qua trở lại cái hiếu, bây giờ trước hết thì bây giờ mình tu gì quý vị? Mình tu nhân đạo, thấy không? Nhân đạo làm nhân, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Bây giờ trước hết thì bây giờ mình tu đối với cha mẹ, mình lo cha mẹ đi. Quý vị biết không, mình tu đây á, đối với mình thấy vậy chứ, mình thấy đối với cha mẹ mình cũng còn như vậy là mình chưa có hết đó nha quý vị. Đối với Hoàng Hương mà ở Trung Quốc đó nha, là trong nhị tập tứ hiếu đó ha, ông này đó là phải nó lo cho mẹ đó, là trong cái hiếu có ông Hoàng Hương này, trong nhị thập tứ hiếu có ông Hoàng Hương. Nhưng người ta bên bển người ta là cắt nhà đó, là người ta sao ta có một cái ngôi nhà, ngôi nhà riêng cho cha mẹ người ta. Mà ông Hoàng Hương kể cái lịch sử ông Hoàng Hương nha, thì bà mẹ thì mất rồi chỉ còn cha. Nhưng mà cắt cái nhà sao á, là cũng như cái câu mà thầy có nói trong cái đoạn mà bài khuyến thiện đó, mộ khang thần tỉnh càng siêu đó, khỏi cơn hoạn nạn lắm kiều vượt qua đó, được lên đó. Thì hôm nay là như vậy là ở sau đó là phải có một cái nhà, quý vị biết không? Thì như vậy là cho cha mẹ là sớm hơn mộ khang thần tỉnh càng siêu, tức là tối sớm lo cho cha mẹ. Thì như vậy là chiều á thì phải ra dọn mùng dọn chiếu cho cha mẹ ngủ. Nhưng mà mùa đông á thì như vậy á là coi như là ra ôm cho cha để ngủ cho ấm, thấy không? Còn mùa hè thì lấy quạt quạt cho cha mẹ. Đây là cái hiếu mà thầy nói là hiếu trung hãy liệu cho xong, đến chừng gặp chúa mong cho gì. Bây giờ quý vị là làm lo được cho cha cho mẹ thì hôm nay thì mình sẽ gì long qua mà hội chúng ta đồng có mặt, thì hôm nay chúng ta trước là lo cái hiếu, hay không? Thì cái hiếu đó thì cái này đó là nhân nghĩa lên trí tính. Rồi bây giờ chúng ta bước lên cái hiếu, chúng ta bước lên như gì? Chúng ta tu, chúng ta niệm Phật. Mà thầy có nói là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì mới được tòa chương vô chế. Kế mà bây giờ sáng mình tu, sáng cúng chiều cúng mình ngồi mình niệm Phật, thì mình niệm Phật là gì? Mình niệm Phật là sẽ về được cái Tây Phương Cực Lạc. Mà thầy nói ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thì bây giờ hiện tại dưới này mình niệm Phật, mà niệm Phật là sao chí tâm quý vị? Thì mình niệm cứ việc mình niệm hoài tới, mình đừng tưởng cái nhớ giới gì hết, mình niệm liên tục, mình niệm đừng có nhớ tới cái chuyện ngoài đời, mà mình lo niệm Phật, lo tu, lo niệm Phật. Thì đây là chí tâm chứ gì, thấy không? Mình niệm cho chí tâm thì mình vậy. Bây giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình đừng có lo cái chuyện cái vụ mà tệ đoan xã hội tứ lũ tường ba, cái vụ này mình bỏ hết trơn. Sát sanh đạo tặc tài dâm lưỡng thiệt ý ngôn mát khẩu dụng ngữ tam lam sanh nộ mê si, bây giờ cái chuyện của người ta thôi mình đừng có bàn tới, mình lo mình niệm Phật đi. Thì mình niệm Phật rồi một ngày nào thì mình niệm dứt tâm bất loạn thì chúng ta sẽ Tây Phương Cực Lạc. Thì cái đó sen của chúng ta là bà có sẵn bên bển quý vị. Bởi vì thầy nói đó, thần thức nhập thay sen tinh hảo nên khỏi màn lo nổi khổ sanh. Thì bây giờ chúng ta bây giờ ráng lo tu ha. Thì cái đời nó thì không biết chừng nào nó tới thì mình không biết được chuyện đó ha. Mình thấy mỏng mảnh nhưng bây giờ ráng lo tu đi. Thì bây giờ thần thức nhập thì bây giờ một ngày nào của đó sen mình đã nằm sẵn bên bển đó, thì bây giờ mình mắc rồi đó thì linh hồn mình sẽ nhập bên qua sen ở bánh liền, phải không? Bị thầy nó nói rõ ràng đó. Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Hay là hoặc có câu là thầy nói liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu, phải không? Bây giờ mình tu mình chân tu thì bây giờ đức thầy bên bển thì bắt đầu ngày mình nhắm mắt rồi bắt đầu chào, cũng như nãy giờ mình kể qua là ông Năm Hiệu đó với mà ông Hai Biện Hùm á là đại tứ đức thầy đó, thì chắc chắn là mấy ông này là sẽ giảng sanh, bảo đảm 100%, bị gì theo thầy, đó là theo thầy. Nên thử ra hôm nay thì trong một đoạn thì tôi cũng nói ngắn ngắn, trong một đoạn này cô bác về mà phát tâm để mà ăn tương, ăn chay niệm Phật để tu theo thầy cho đến ngày thành công viên mãn. Thì tôi có bao nhiêu cũng xin kính chào quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.